chào thầy anh chị bà con có bữa trưa nha. Em Thịnh Bánh Tre đi chào đến bà con. Đúng một giờ chiều luôn, chưa ăn cơm nước gì trơn, hôm qua nhậu say quá, hết nổi luôn. Lên trên đây mình mẫu xe Crew, dòng xe của Mỹ nha. Bên em Crew màu đen, bên em còn mỗi xe này thôi. Còn lại là có màu trắng nè, màu bạc nè, màu vàng hai con nè, màu bạc nữa, màu bạc hai con, màu vàng hai con, màu trắng một con, màu đen còn con, với màu xám tự động cửa sổ trời một con. Con tự động cửa sổ trời đời 2009 anh chị, giá nó rẻ anh chị, nó có 240 thôi. Thì em này là số sàn em bán là 235. Thì mùa ế đang giảm giá anh chị, mùa ế đang giảm giá thì xe này còn có 223 thôi. Em này máy số gầm sơn si đẹp, nội thất ok, chất xe đẹp, phân khúc xe đầm êm sướng, chạy máy con 1.6 thôi. Máy 1.6 bao anh em chạy 8 lít đổ lại nha. Có nhiều anh em trên mạng không hiểu á, cứ nghĩ là Crew hao xăng xe Mỹ, hao xăng hao đầu hao, anh em chưa chạy sao biết. Hao so với xe tự động thôi, tự động tầm khoảng 10 11 12 lít. Còn số sàn nó rơi vào 8 lít dưới anh chị, tại vì nó máy con 1.6 mà làm sao mà hơn 10 lít. Có nhiều anh em lại bảo hơn 10 lít, anh em nào mà hơn 10 lít vào đây cho mượn xe chạy ngày, nếu mà test xe cho nhân viên đi cùng luôn. Nếu mà chạy hơn 10 lít tặng xe. Dưới 10 lít anh em phải mua xe này nha. À, ok chưa? À, em này là Crew, form dáng đẹp, nhỏ gọn dễ chạy ha. Phân khúc xe vừa phải chứ không phải là nhỏ quá, vừa phải anh chị, bự hơn Vios ha. Mâm vỏ ok, rất là đẹp nè, vỏ dễ cui nha. Chất xe rất là đẹp luôn, nội thất nè anh chị nhìn nè. Dàn ghế dàn bọng rất là khoa khỏe xe anh chị ha. Túp lô túp ly đã đẹp luôn. Túp lô túp ly cực kỳ đẹp và chất luôn, keo chỉ nguyên rin anh chị ha. Đó. Trần nỉ rin theo xe luôn anh chị nha. Đó, bắt cửa bằng lề mới toanh. Em lên lấy thử dòng cho anh em mình xem nha. Máy cực kỳ chất luôn anh chị. Tem bọng nhãn mát, bát cửa bản lề đầy đủ 100% này, gương kính chỉnh điện nè anh chị. Tay mở cửa inox luôn, túp lô túp ly đẹp, đúng chất xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, bon điện rin luôn nè anh chị ha. Đó. Em này thì chưa có màn Android đâu. Em này nào muốn lên màn Android thì em lên cho 4-5 triệu bạc. Lên màn hình Android cái ghê. Số là số sàn số móc nha. Bữa hôm có bán chiếc xe Crew cho anh kia anh chạy mà anh không gành số móc á, anh vô không gành á. Thì anh bán lại. Bất cười, anh không gành, anh bán lại lỗ. Cái bạn nói thôi móc mua xe khác thì bớt tiền lại. Chứ giờ sao giờ theo phần trăm hóa đơn thì tháng đầu lỗ 10% thôi, chứ đâu có bớt được nữa, cho dù ngày hay 10 ngày cũng vậy thôi. Nhưng mà mốt mua xe khác bớt là 5 triệu, 10 triệu bớt 10 triệu chứ ở bữa hứa anh bớt 10 triệu. Trần nỉ riêng luôn anh chị, chạy sướng lắm anh chị ơi. Anh chị cứ qua đây tham khảo lấy thử, chạy thử nha. Crew bên em còn được 7 chiếc, bữa 8 chiếc thì còn 7 chiếc, còn Innova thì còn 11 chiếc. Đó. Bên mình thì xe con cốc cũng còn khoảng 10 chiếc nữa, anh em qua lựa. Cốc thì có Wigo, Aygo, Morning, xì bắt nhiều lắm, xe cấp quá trời, bắt sàn, bắt tự động. Mùa nẻ lắm anh chị ơi, ngày trước thì một tuần lễ bán mười mấy 20 xe, chứ bây giờ tuần lễ bán có 4-5 xe à. Mình thì mình không bán lái, bán dân nè. Xe này đẹp lắm anh chị nha, không lỗi nhỏ nha, bao xài luôn nha. Anh em có thể đến tham khảo lấy thử, chạy thử. Anh em nào không gành thì cứ dẫn thợ theo coi xe, test xe thử các kiểu nha. Không quan trọng ha, xe mình bán có sao nó vậy mà. Nhiều quá, anh em qua lựa chạy thử thoải mái. Trần nỉ đẹp quá trời luôn, chạy em đầm lắm chị nè. Buông tay nè chị nhìn không, chạy hắn băng à. Chạy sướng lắm, không có xỉa, không có rung lắc, sàn bọng chắc cứu và chất lượng lắm chị nha. Chạy đầm em, dòng trao lắc của Mỹ mà. Hai túi khí nè chị, một túi này ha. Đây túi nè, 223 triệu anh chị ha. Đang giảm giá nha, Crew 211, bữa là 235 mình quay thôi, đang giảm giá còn 223 triệu thôi. Bao xài luôn, trời ơi, chạy cực kỳ sướng, độ gì nữa anh chị. Bao xài, bao chạy, bao chán, bao quay đầu. Anh em nào muốn lên mẹ Android, lên 4-5 triệu mình lên cho. Nói chung thì giá này là quá hợp lý anh chị ha. Dòng này thì chạy cách âm tốt, dàn lạnh sâu anh chị nha. Chạy thì nó vô cùng ok rồi, đầm hơn mấy con Vios, mấy con City nhiều. Vios City mình cũng còn nhiều, anh em qua lửa. Nói chung thì hiện tại bây giờ tầm tiền mà từ khoảng 100 cho đến 400 bên mình nhiều lắm. Còn khoảng từ 60 xe tầm tiền đó đó. Anh em có thể qua tham khảo, chạy thử, lái thử, vô tư. Giá là siêu dấu luôn. Rồi anh em nào xem thích mẫu này thì liên hệ cho em qua số điện thoại là 0866 6789 71, gặp nhân viên của mình ha. Thì địa chỉ cửa hàng anh em cứ gọi Google Thịnh Bến Tre đi, theo vị trí là tới rồi. Rồi em cảm ơn và chúc cho toàn thể anh chị em bà con mình buổi trưa vui vẻ, nhiều sức khỏe nha. Em cảm ơn ạ.